Hello, xin chào tất cả bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Chúc mừng tất cả bạn đến bài học tiếp theo của học lập tiến độ thi công miễn phí với Lương Trainer tại website tiendothicong.com. Nếu các bạn nào chưa nhận được cái ebook cũng như toàn bộ phần quà tặng thì bạn có thể vào tiendothicong.com và điền vào đây thì tôi sẽ gửi qua email cho bạn. Ok, như vậy hôm trước là chúng ta đã đi vào cái mục đó là tính chi phí cho toàn bộ dự án. Đấy, thì hôm trước một số anh em lại hỏi tôi là anh ơi, thế nếu mà rơi vào cái trường hợp mà nó có cái trường hợp là làm thêm giờ thì cái tính thêm khai báo cái số giờ làm thêm và cái chi phí làm thêm giờ như thế nào hả anh? Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ này cho anh em. Giả sử tôi có một cái công tác này, tôi kích vào đây. Giả sử tôi có cái công tác gọi là công tác đào móng bằng tay, tôi ghi đây, đào móng bằng tay hả? Tôi lấy riêng cái trường hợp này ra, tách riêng là cho anh em hiểu nhá. Rồi nó thực hiện trong vòng 5 ngày. Ok, được chưa? Bây giờ cái số lượng nhân công của nó là gì ạ? Tôi sẽ có khoảng là một nhân công thôi, lấy một ví dụ là trong trường hợp là một nhân công thì bạn có thể kích vào menu view hoặc là kích vào luôn cái biểu tượng ở đây này. Nó có resource sheet này, chúng ta khai báo đây, chúng ta ghi là nhân công kiểu work một rồi. Ở đây khai báo là chi phí, giá chuẩn bao nhiêu. Tôi giả sử ở đây cái giá của tôi đó là 8.000 đồng trên giờ này. Thằng này làm thêm giờ là giả sử là được khoảng là 12.000 đồng, ví dụ như vậy. Đấy, file option, tôi chỉnh lại cái phần đơn vị để cho nó không phải lè lè chấm không không ở đây, đúng chưa? Tôi kích vào cái mục là display, đưa này về không. Ok, đó, đây cái phần này tôi khai báo là gì ạ, cái giá làm việc ngoài giờ này. Đó, bước tiếp theo là bạn sẽ gắn gì ạ? Gắn phần tài nguyên cho công tác thì chúng ta lại quay về mục đây, gắn chat ở đây, kích vào biểu tượng ở đây được, kích vào cái công tác chúng ta cần gắn, chúng ta kích vào resource công nhân. Đó, được chưa? Giả sử số lượng công nhân của tôi là một người thôi, enter này, còn lâu lại, được chưa? Đây, nhân công này đã được gắn rồi. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến cái mục là gì ạ? Mục gắn thêm gì ạ? Cái số giờ làm việc thêm hay gọi là số giờ làm việc ngoài giờ đấy, OVT.work này. Vừa chúng ta khai báo là OVT.rate là cái giá ngoài giờ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta khai báo số giờ làm việc thêm giờ. Ok, thì tôi sẽ dẫn bạn ghi từng bước một nhá. Đây tôi lấy một công tác cho nó dễ, còn tất cả các công thì sau anh em có nhiều công tác thì cũng làm tương tự thôi. Để khai báo thì các bạn vào menu sau cho tôi, các bạn vào menu view. Tiếp đến là bạn kích vào cái chữ là tab user cho tôi này, tab user. Nếu mà ở trên cái ribbon của mọi người ấy, ở trong phần mềm mọi người nó không xuất hiện cái chữ tab user ở đây. Đó, thì các bạn có thể kích vào cái chữ gan, mũi tên của cái chữ gan chat này. Kích vào chữ more view này. Đấy, kéo xuống dưới nó sẽ có cái mục gọi là tab user. Mọi người ấn apply. Đó, thì nó ra, được chưa? Nó sẽ ra tab user ở đây. Ok. Tiếp theo nó là gì? Mọi người vào cái mục vẫn là mục view. Mọi người kích vào cái chữ table, mọi người kích vào chữ work được rồi. Đấy. Tiếp theo là gì? Mọi người kích vào cái phần mà chúng ta sẽ cái công tác, giả sử cái công tác đào móng bằng tay sẽ thêm cái phần giờ làm việc cho công tác này ở phần nhân công, chúng ta kích vào cái phần công tác đó. Chúng ta kích vào menu view, chúng ta kích vào chữ đi tên ở đây. Đấy, được chưa? Sau đó chúng ta chuột phải vào cái ô trống bên này, chúng ta chọn work ở đây. Đấy. Thì mọi người nhìn thấy có chữ OVT work được chưa? Đấy, để chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Đấy, thì bây giờ mọi người nhìn thấy nó đang bị mờ đi, nó sẽ không điều chỉnh được. Mọi người như này, chúng ta gõ số không được. Đấy, giả sử bây giờ tôi yêu cầu của tôi là tôi sẽ thêm là 8 giờ làm việc ngoài giờ nữa, 8 tiếng làm việc ngoài giờ nữa, thì tôi sẽ thêm 8, số 8 vào cái OVT work, nhưng mà nó bị mờ, nó không làm được, nó không chỉnh được, thì chúng ta kích vào số này, nó kích bỏ cái tick menu syndicate ở đây đi. Tiếp đến là bạn kích vào OK ở đây cho tôi này. Đấy, thì bây giờ bạn quay về đây bạn chỉnh rồi, bạn gõ rồi số 8 giờ. Đấy, được chưa? Như vậy là chúng ta đã thêm 8 giờ làm việc ngoài giờ cho cái phần nhân công của công tác đào móng bằng tay. Đấy, sau khi xong chúng ta bỏ phần đi tên này đi. Rồi, mọi người quay về cái mục là gan chat ở đây, kích vào biểu tượng này. Bây giờ mọi người nhìn thấy này, lúc đầu chúng ta có 5 ngày, bây giờ nó chỉ còn 4 ngày. Đó, đây biểu đồ này. Đó, được chưa? Tức là gì? Chúng ta thêm cái 8 giờ làm việc đó, ngoài giờ thì nó cũng đúng bằng 1 ngày, 1 ngày quy định ở đây là 8 tiếng đúng không ạ? Thì tự động là nó còn 4 ngày. Được chưa? Nó tự động nó điều chỉnh. Mọi người chú ý cho tôi, cái này nó tự động điều chỉnh khi mà cái trong cái option mọi người chọn cái biểu tượng này, mọi người kích vào file này, option này, syndicate này. Đó, mọi người kéo xuống dưới,
Đây, chúng ta để cái chỗ là fixed unit nhá. Để chỗ này là fixed unit. Còn nếu mà mọi người để chế độ là fixed duration ấy thì nó thời gian nó sẽ không thay đổi. Ví dụ lúc đầu là 5 ngày thì nó sẽ vẫn là 5 ngày, tại vì nó đang cố định cái khoảng thời gian rồi. Đi phần duration nó bị cố định rồi, được chưa? Chúng ta phải để fixed unit thì nó sẽ phải thay đổi cái thời gian như này cho chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu được. Ok, như vậy là anh em đã hiểu rồi. Bây giờ tôi lại cho về 0 ngày. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã nôi cái phần path user ra đây thì ở đây nó có một cái biểu đồ ở đây này. Đó, mọi người có thể kích vào tag user, chúng ta quay về đây luôn. Rồi, chúng ta kích vào cái câu tag đó, đi tên, giả sử bây giờ chúng ta điền đây là 0 rồi, enter này. Rồi, bỏ đi tên đi, chúng ta quay lại Gantt chart này. Nếu mọi người nhìn lại là 5 ngày, đấy biểu đồ này, lại 5 ngày, thấy chưa? Đó, như vậy là anh em đã hiểu bản chất là cái cách mà chúng ta sẽ tính cái chi phí làm việc ngoài giờ như thế nào. Đó, thì các bạn chú ý các cái bước đấy ghi chép lại ở trong phần mềm sử dụng như nào, tôi đã hướng dẫn cho anh em rồi. Rồi thì bây giờ lại có một số anh em hỏi tôi là thế anh ơi, thì cái chi phí cố định fixed cost là cái chi phí gì anh nhỉ? Anh có thể lấy ví dụ cho em được không? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em cái phần chi phí cố định này, anh em vào thì anh em có thể hiểu được. Ok, đầu tiên tôi sẽ giúp bạn là định nghĩa cái chi phí cố định. À, thì tôi viết ra đây rồi, anh em có thể chép lại. Chi phí cố định là chi phí không phụ thuộc vào thời gian thực hiện cũng như công lao động để hoàn thành công tác. Nhớ cho tôi nhá. Tức là nó không phụ thuộc vào thời gian hay là công lao động để hoàn thành công tác. Tôi lấy một ví dụ này, ví dụ như chỉ huy trưởng công trường khoán cho cái đội 1 là thi công tường rào cho công trình với tổng số tiền là X đồng. Đấy, thì cho dù tiến độ nó có kéo dài hoặc là rút ngắn lại, cho dù là gì dùng nhiều nhân công hay là ít nhân công thì số tiền trả cho cái đội đó cũng chỉ là X đồng thôi. Được chưa? Tức là nó không phụ thuộc vào biến thời gian hay là biến nhân công, được chưa? Mà nó là một cái chi phí cố định. Ví dụ tôi giao cho ông, giao khoán cho ông là X đồng, thì sao tôi chỉ trả cho ông X đồng, tôi không cần biết là ông thực hiện ngắn hay là dài hay là ông cần bao nhiêu nhân công. Rồi, thế quay lại cái bài toán là làm sao để tôi gắn được cái chi phí cố định này vào trong phần mềm Microsoft Project và các bước làm như nào. Thì giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em. Thì giả sử bây giờ tôi sẽ gắn cái chi phí cố định cho công tác là đào móng bằng tay này chẳng hạn. Thì bạn tìm đến cái menu view cho tôi, được chưa? Sau đó tìm đến cái mục là table ở đây, kích vào đây. Chúng ta chọn là mục là cost. À, thì mọi người sẽ thấy luôn là có cái fixed cost là chi phí cố định này. Giả sử bây giờ tôi thêm cái công tác đào móng bằng tay, một chi phí cố định là 150.000. Đó, thì mọi người nhìn thấy 150.000. Đấy, bây giờ tổng chi phí là 470, tại vì nó cộng thêm cái phần chi phí lúc ban đầu đấy, được chưa? Chỗ này bằng 0. Đấy, chi phí lúc ban đầu là 320 này. Đó. Được chưa? Đây là fixed cost là chi phí cố định nhá. Thì bạn có thể điền vào đây. Rồi thì bây giờ có anh em hỏi tôi là thế bây giờ em muốn là điền chi phí cho toàn chi phí cố định cho toàn bộ dự án thì em làm nào? Rồi, đơn giản thôi, các bạn kích vào menu File, kích vào Option, tìm đến cái mục là Advanced cho tôi. Kéo xuống dưới một chút. Đây, bạn tích vào cái mục là Show Project Summary Tag. Ok vào đây. Đấy, thì mọi người sẽ thấy nó xuất hiện thêm cái mục là Project 1 thế này. Đấy, bạn có thể sửa tên này đi cũng được. Đó, và có cái phần fixed cost bạn điền cái chi phí cố định cho dự án ở đây là giả sử 150, 123, 150 triệu nhá. Đấy chưa? Đó, thì nó sẽ có cái chi phí cố định cho toàn bộ dự án ở đây. À, công tác thì chúng ta điền ở bên dưới nhá. Rồi không muốn thì chúng ta tắt nó đi. Để không ở đây. Tôi quay lại ban đầu, kích vào đây, Option. Advanced, chúng ta bỏ cái tick này đi. Kéo xuống dưới. Đấy, mọi người nhớ cho tôi để vì sau chúng ta còn biết là chúng ta khai báo. Rồi giả sử chúng ta đang ở bảng này, chúng ta muốn về cái bảng lúc đầu thì nào? Chúng ta menu View, Table, chúng ta lại kích vào cái mục là Summary. Đó, thì nó quay về cái bảng lúc ban đầu, được chưa? Bảng nhiệm vụ, thời gian bắt đầu kết thúc đấy. Ok. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho anh em là cách để chúng ta gắn chi phí cố định cho từng công tác hoặc là cho toàn bộ dự án rồi, tùy vào từng trường hợp mà anh em làm. Ok, còn một cái mục cuối cùng nữa thì có một số anh em hỏi tôi là giả sử tại cái thời điểm em đang lập tiến độ này thì cái giá nhân công nó là 8.000 đồng, 8.000 đồng không khai báo ở đâu? Đấy, kích vào menu View và Resource User đúng không ạ? À, quên mất, Resource Suite đúng không ạ? Thì bạn sẽ khai báo giá, giả sử bây giờ giá chuẩn là 8.000 đồng. Đấy, nhưng giả sử đến cái thời điểm mà em gì ạ, em sau đấy khoảng 2 tháng thì giá cái phần nhân công này nó thay đổi, giả sử nó lên 10.000 và nó cộng thêm cái phần giá làm việc thêm giờ nữa, ví dụ như vậy. Và lấy đơn giản là nó tăng lên là 10.000, thì bây giờ em gắn lại cái giá đấy nó như thế nào hả anh? Đấy, mà làm sao mà để em vừa nhìn được cái gì ạ, cái giá lúc ban đầu là lúc em mới lập là 8.000, và vừa nhìn được cái giá lúc sau là lúc em thay đổi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm nhá. Giả sử bây giờ bạn chọn vào cái phần ở đây sao suýt, bạn chọn cái phần gì ạ, cái phần tài nguyên mà bạn sẽ cần gắn. Đấy, cần gắn cái giá thay đổi ấy, kích vào đây, nó chuột phải và chọn information tag.
Rồi thì mọi người chú ý cho tôi trong phần code này, vào mục code, mọi người chú ý cho tôi trong chương trình này nó cho 5 cái bảng A B C D E này. Đó. Thì nó không phải tự nhiên nó sinh ra đâu, nó có mục đích cả. Đầu tiên là cái mục A là default, là cái mục mặc định. À, tức là chúng ta gắn vào đây thì nó sẽ hiểu là cái giá này là giá mặc định ở cái phần A này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra, giả sử một tháng sau nó, cái giá của chúng ta nó lên là mấy nghìn ạ? Giả sử giá chuẩn nó lên 10.000 123. À tôi đang nhập nhầm thì nó báo lỗi. Tôi xóa đi nhá. 10.123 enter. Được chưa? À thì bây giờ tôi có thể tạo ra nhiều thời điểm khác nhau tương ứng với bảng B, bảng C, bảng D, bảng E. Được chưa? Đấy, giả sử bây giờ tôi tạo ra một cái thời điểm là bảng B là 10.000 đồng, vào khoảng một tháng sau chẳng nó lên 10.000 đồng và nó ok đây. Rồi thì bây giờ tôi muốn thay cái giá ở tại cái thời điểm gì ạ? Tại thời điểm là sau một tháng là giá 10.000 đồng ở cái bảng B đấy thì tôi làm như thế nào? Chỗ này anh em ghi chép lại nhá, ghi chép lại không lại nhầm hết đấy. Làm theo từng bước cũng như tôi đây. Đầu tiên chúng ta kích vào menu view, chúng ta chọn là task user, nếu không có thì mọi người kích vào đây, chọn là more view, kéo xuống dưới nó sẽ có cái mục là task user cho anh em, được chưa? Apply. Đó thì nó sẽ ra cái phần ở đây. Rồi chúng ta kích vào cái mục work này. Đó, chúng ta chuột phải, chúng ta chọn là insert column. Đó, chúng ta sẽ gõ con số vào đây, gõ cho tôi theo đúng cái từ này nhá. Cost rate này, cost rate table này, đấy tự động nó sẽ có luôn. Kích vào đây. Đó. Thì giả sử bây giờ mọi người nhìn này, cái mặc định nó sẽ là gán cho cái bảng A. Bây giờ tôi muốn thay cái phần nhân công này bằng giá của bảng B sau một tháng thì chúng ta kích vào đây, kích vào giá bảng B này, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta muốn nhìn thay đổi thì chúng ta quay về cái mục là đây, về đồ gắn chat của chúng ta đây. Đấy, nó lên là 400.000 đấy, nhìn thấy nó thay đổi luôn. Hoặc là mục vào result switch này, mọi nhìn thấy chưa? Thì vẫn nhá, result switch thì mặc định của nó để cái giá là giá mặc định, giá tại cái thời điểm gì ạ? Thời điểm mà lúc ban đầu của chúng ta. Đó, nhưng thực chất là nó đã thay rồi, chúng ta kích vào mục là task user. Đấy, nó thay bằng giá là giá bảng B. Bằng cách nào? Chúng ta sẽ quay lại cái mục này, chúng ta xem này, gắn chat này, là cái mục code này, giá là lên bao nhiêu ạ? 400.000 rồi. Còn nếu mà lúc giá ban đầu nhá thì chúng ta lại vào mục result user này. Result switch này. Giá ban đầu là 8.000 nhá. Thì bây giờ tôi đưa về cái giá ban đầu thì tôi lại kích vào cái mục task user này. Tôi đưa cái giá này là giá bảng A này. Ok, tôi quay về phần gắn chat này, mọi người nhìn này, là 320.000 đồng. Được chưa? Thì cái này nó rất là hay là gì? Là ở cái mục result user, result switch nó sẽ vẫn để cho chúng ta cái giá chuẩn theo cái mặc định của gì ạ? Kích vào chuột phải, information, theo cái mặc định là cái giá là bảng A này, bảng A default này, được chưa? Đấy, nhưng cái sự thay đổi ấy, nó sẽ thể hiện luôn ở cái mục mà chúng ta cần, cái giá nó sẽ thay đổi luôn ở cái mục các cái mục khác. Đấy, ví dụ đây là thay đổi luôn cái giá ở mục khác này. Đấy, bằng cách là chúng ta vào mục task user, chúng ta thêm cái mục là cái cột là code rest table và chúng ta đổ nó về cái bảng giá mà chúng ta cần, được chưa? Đó, thì ở đây nó sẽ nhảy lên luôn về giá 400.000, được chưa? Thì đấy là cái cách thay đổi giá cho tài nguyên. Đấy, tại vì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái trường hợp như này, lúc đầu như này, sau đó một quá trình làm đấy, thì dự án nó có một cái giá mới như thế này, nó cho cái phần tài nguyên như thế này, thì chúng ta sẽ gắn vào như cái cách mà tôi vừa làm. Tôi nói lại nhá, đầu tiên chúng ta kích vào cái mục là user task, chúng ta kích chuột phải work, chuột phải vào work này, sau đó chúng ta ấn insert code, sau đó chúng ta gõ cái chữ này code rest table. Đấy, sau đó ở đây chúng ta điền giá ở cái bảng số B, và trước đó chúng ta đã phải khai báo ở cái mục là result switch này, kích vào cái phần diện phần tài nguyên, chúng ta cần khai báo chuột phải này, information này, cost này. Đấy, khai báo giá ở cái mục bảng mà chúng ta muốn, ví dụ B, C, D, ví dụ nhiều thời điểm chúng ta khai báo nhiều giá khác nhau, được chưa? Ok, thì đấy là cái tác dụng của các cái bảng A, B, C, D, E ở đây. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho anh em chi tiết thêm một phần nữa ở cái mục đó là chi phí cho dự án, làm rõ hơn nữa cho anh em ở cái bài học hôm trước. Thì hy vọng là thông qua bài học hôm trước và hôm nay anh em đã học được nhiều bài bổ ích. Nếu các bạn có điều kiện thì ủng hộ tôi bằng cách là có thể mua cuốn sách. Tôi sẽ có một cái cuốn sách về lập tiến độ thi công bằng phần mềm Microsoft Project, thì bạn có thể ủng hộ tôi bằng cách mua cuốn sách đó. Thứ hai là gì, là bạn có thể tham gia vào cái lớp học có phí của tôi, là lớp học về lập hướng dẫn lập thi công cho một công trình nhà chung cư cao tầng cụ thể.
tôi hướng dẫn anh em từng bước, phân tích cho anh em từng đầu mục, cái nào đi trước, cái nào đi sau, và những cái kinh nghiệm thi công đấy, những cái đầu việc nó liên quan với nhau ở trên môi trường thi công. Tại vì rất nhiều anh em là chỉ ngồi bán giấy thôi, họ không có kiến thức về về thi công nên họ sẽ không phân tích được cái đầu công việc làm sao cho nó chuẩn. Để tại vì khi mà đầu công việc chuẩn, sắp xếp nó các cái đầu công việc theo tuần tự nó ok đấy, thì tiến độ của bạn nó mới hợp lý được đấy. Chứ không thì nhiều ông lập tiến độ trên giấy thôi nhưng mà ra thi công nó không thể đúng như vậy được. Đấy, tại vì ông thiếu kiến thức về phần mảng thi công thì bạn có thể tham gia khóa học đó. Ok, hôm trước có một số anh em hỏi tôi là thì có cái khóa học nào miễn phí trong 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 xây dựng khác nữa không anh? Em thấy anh rất là nhiều các khóa học, thì bạn có thể vào trang lương trainer.com của tôi. Ở đây tôi có rất là nhiều các cái khóa học khác, rất là nhiều trong nghề xây dựng, thì bạn có thể tham gia vào lĩnh vực mà bạn cần, và nó hoàn toàn là miễn phí rồi. Xin chào, gặp lại anh em ở những cái chia sẻ tiếp theo.